Nu Skin xin hân hạnh giới thiệu chương trình kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng ASOS TR90. Thừa cân béo phì đã trở thành vấn nạn toàn cầu, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Thừa cân béo phì không chỉ gia tăng các rủi ro liên quan đến sức khỏe và đồng thời làm suy giảm đáng kể sự tự tin cơ thể mình. Chính vì vậy, ngày nay, rất nhiều người đã tìm kiếm các giải pháp giảm cân để có được một sức khỏe tốt và một vóc dáng đẹp. Tuy nhiên, ngoài việc quan tâm đến về cân nặng, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến tỷ lệ cân đối của các thành phần ở trong cơ thể. Bởi vì sự khác biệt giữa một người bình thường cân đối khỏe mạnh với một người thừa cân béo phì đó chính là sự gia tăng đáng kể về khối lượng mỡ ở trong cơ thể. Chính vì vậy, ngoài việc quan tâm đến về việc giảm cân thì chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến việc giảm mỡ, duy trì hoặc tăng cơ và tăng cường sức khỏe. Và chắc chắn rằng trong số chúng ta cũng sẽ từng có rất nhiều người đã cố gắng kiểm soát cái vấn đề ăn uống và cái lối sống năng động để giúp cho chúng ta có được một sức khỏe tốt và một cái vóc dáng đẹp. Nhưng chúng ta có bao lần tự hỏi rằng mặc dù chúng ta đã tập luyện thể dục hết sức kiêng khem, đã ăn kiêng hết sức khoa học nhưng kết quả vẫn được chú ý bí mật, đó chính là do gen của chúng ta. Khi cơ thể của chúng ta thừa cân béo phì đã khiến cho các gen kiểm soát cân nặng lão hóa và từ đó đã ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cân nặng và vóc dáng trên cơ thể mình. Chương trình kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng ASOS TR90 giúp hợp nhất giữa tâm trí và cơ thể, được ứng dụng khoa học biểu hiện gen ASOS giúp cho cơ thể chúng ta khỏe hơn, trẻ hơn, có được cân nặng và vóc dáng như ý muốn. Chương trình ASOS TR90 là chương trình kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng toàn diện được thiết kế trong vòng 90 ngày với sự kết hợp của 3 yếu tố: chế độ ăn uống đơn giản, khoa học, lối sống năng động cùng với sản phẩm cải tiến ASOS TR90 được thiết kế với mục đích hỗ trợ tăng cường trao đổi chất, tăng cường khả năng tạo cơ, kiểm soát tâm trạng và ý chí. Sự kết hợp 3 yếu tố này dựa trên nền tảng khoa học dinh dưỡng hiện đại, khoa học biểu hiện gen để giúp cho cơ thể chúng ta có vóc dáng đẹp và sức khỏe tốt. Bộ sản phẩm ASOS TR90 gồm có các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe như ASOS TR90 Dream Star, ASOS TR90 Complex, ASOS TR90 Control và cuối cùng là ASOS TR90 Dream Shake. Với các thành phần đặc trưng như bột quả lê gai, bột cô đặc nước ép quả lựu, chiết xuất quả cam đỏ, chiết xuất đồ nghệ nghệ. Sản phẩm ASOS TR90 Dream Star giúp duy trì sự trao đổi chất khỏe mạnh, kiểm soát sự thèm ăn và giữ cho cơ săn chắc. Cách sử dụng: pha một gói với 120-240ml nước hoặc đồ uống yêu thích, uống vào mỗi buổi sáng 15 ngày đầu tiên. Trong khi đó, sản phẩm ASOS TR90 Control giúp kiểm soát sự thèm ăn, tăng cường sự tỉnh táo với các thành phần như bột hạt cacao, chiết xuất từ quả lựu, chiết xuất lá trà, bột quả anh đào chát. Cách sử dụng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên cùng với bữa ăn. Để kết quả tốt nhất nên uống trước bữa ăn từ 15 đến 20 phút. ASOS TR90 Complex với chiết xuất quả nho, chiết xuất quả cam đỏ, chiết xuất hành tây, chiết xuất lá trà xanh, bột quả ớt, citrus bioflavonoid giúp chuyển hóa mỡ thừa, duy trì cơ săn chắc. Cách sử dụng: ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên cùng với bữa ăn. Để kết quả tốt nhất nên uống trước bữa ăn 15 đến 20 phút. Sản phẩm ASOS TR90 Dream Shake dùng thay thế bữa ăn trong liệu trình kiểm soát cân nặng, cung cấp protein, các vitamin và khoáng chất giúp duy trì hoạt động chân tay và trí óc bình thường như mọi ngày. Sản phẩm ASOS TR90 Dream Shake hiện nay có hai hương: hương vani và hương sô cô la. Cách sử dụng: pha một gói với 240ml nước lạnh, khuấy và lắc mạnh cho tan đều. Với sản phẩm thôi thì chưa đủ, chúng ta cần phải thực hiện chế độ ăn uống đơn giản, khoa học cùng với lối sống năng động. Bởi vì giảm cân chỉ xảy ra khi năng lượng đầu vào nhỏ hơn năng lượng tiêu hao. Vì vậy, hãy thực hiện ăn uống lành mạnh và tăng cường hoạt động thể lực. Dinh dưỡng giảm cân đúng cách sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm mỡ, duy trì hoặc tăng cơ và tăng cường sức khỏe. Đơn giản hãy thực hiện nguyên tắc sau: giảm bột đường, giảm chất béo, ăn đủ đạm, tăng cường chất xơ và đủ vi chất dinh dưỡng. Và bên cạnh việc thực hiện chế độ ăn uống đơn giản khoa học, tăng cường luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta cần phải duy trì một lối sống lành mạnh. Hãy ngủ đủ giấc trên 7,5 giờ mỗi ngày, uống đủ nước trên 2 lít nước mỗi ngày và đồng thời kiểm soát căng thẳng để nâng cao hiệu quả của quá trình kiểm soát cân nặng nhé. Chế độ ăn uống đơn giản, khoa học và lối sống năng động sẽ giúp cho chúng ta ngăn ngừa quá trình lão hóa của các nhóm gen liên quan đến kiểm soát cân nặng trong tương lai. Trong khi đó, bộ sản phẩm ASOS TR90 sẽ giúp chúng ta thiết lập lại cân bằng biểu hiện gen của các nhóm gen liên quan đến kiểm soát cân nặng đã bị lão hóa trong quá khứ do quá trình thừa cân và béo phì. Bạn sẽ chuyển đổi được vóc dáng cuộc sống của mình trong vòng 90 ngày cùng chương trình kiểm soát cân nặng và giữ gìn vóc dáng ASOS TR90. Let's live up the
ASOC TR90.